Đẹp ghê mọi người. Mọi người, đây là mọi người. Cái này là sỏi. Sỏi ăn được nha. Còn như viên đá nè. Còn cái này là đá nè. Cái này không ăn được. Hôm nay con sẽ ăn thử cái sỏi này. Sỏi này ra nha. Giống đá màu sắc đúng không mọi người? Cái này là màu trắng nè. Màu xanh. Màu cam. Bên trong là sô cô la cho ăn cảm giác nè. Thơm thơm. Béo béo. Cái này dưa màu đen nè. Trời. Cái dưa này với cái dưa này giống hệt nhau luôn nè. Không phân biệt luôn. Cái điều đó cái này nó không ăn được mà nó lại cứng, nó là cứng. Với lại nó có màu đen đậm nè. Giống hệt, ăn hả? Viên màu trắng, viên màu xanh. Không thật nha mọi người. Giòn ngọt. Viên màu đỏ nè. Như đá thật luôn hết. Cái quả màu thì giòn. Bên trong thì mềm. Cái này cũng rất cực kỳ thích ăn luôn. Hôm nay thì Hương review cái đá. Cái đá sỏi này nè mọi người. Thôi xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hương. Bye bye.